Thì nhưng mà các bạn Sài Gòn thì cứ sợ rằng là cô hay giỏi đúng không? Không bị chặt chém. Ví dụ cô không bao giờ, kể cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam, không bao giờ cô bán hàng kiểu thế. Nếu mà cô bán hàng kiểu như thế không bao giờ cô tồn tại được. Cháu hiểu chưa? Dạ. Những người đấy là người ta gặp cái khách bán lại là người ta chỉ cần gặp một lần thôi. Nhưng mà riêng cô thì kể cả có người yêu nhau bây giờ lên ông nội ông ngoại rồi vẫn ăn uống nha cô. Cô không bao giờ bán hàng kiểu như thế. Mình sống cái gì mình có tâm của mình. Chứ tiền thì cô nói cho cháu nghe rất là quý, nhưng mà cô không bao giờ làm thế. Thế cô nói thật. Vâng, thế nhiều bạn sợ cô mắng thì nhiều bạn mắng hay không còn phải do mình. Nếu mà mình đến mình cứ hạch sách hoặc mình óc mẹo hoặc mình kia thì cũng cô cũng có mắng thật. Nhưng mà cái đấy là tại mình, không phải tại người ta. Mấy cô nói cho cháu nghe, không phải nhà cô vắng như này. Mà trưa nhà cô cực đông khách, kể cả tầng trên, tầng dưới, mà kể cả đây rất là đông khách. Thế thành ra con vào con gọi, hoặc là con cứ vào nhà đi, xong cô cho nhân viên vào hỏi. Con hiểu chưa? Đừng có đến sau mà lại muốn ăn trước, chẳng hạn thế. Rụt nữa, với cả cô nói cho cháu nghe có những trường hợp mà ví dụ con đến sau mà con ăn trước hoặc con đầu gấu đầu mèo là rách liệt đấy. Không phải thí dụ như bây giờ người ta ngồi trước mà con đến sau thì cô lại làm trước cho con chẳng hạn là rất rách liệt, rất gây khó dễ với cả cô. Thế thành ra nếu mà lần sau con đến đông, con cứ bảo cô là cháu có vấn đề người thì con cứ vào ngồi, hoặc không có thì cô sẽ xếp con lên gác. Thì có chị nhân viên hoặc bạn kia vào hỏi, không phải cần chờ, không phải ra để gọi, cứ vào trong đấy thì sẽ có người hỏi. Còn lúc vắng như này thì nói chuyện làm gì? Vâng. Còn cô nói cho con nghe, kể cả người nước ngoài lẫn người mình không bao giờ không chặt chém một ai, bởi vì cô sống mình phải có cái tâm của cô. Thế bây giờ cô hỏi mà cô hỏi hai đứa, cô bán đắp cho con một lần, lần sau tự con không bao giờ đến hàng cô nữa, đúng không? Chuẩn không? Kể cả không ngon, không hợp lý, con cũng còn không đến cơ. Thế thành ra là con cứ yên tâm thế, không bao giờ. Còn những đứa mà nó cho cô lên mạng, còn nó lại xấu cô, là hôm ấy cô hát cho nó bài, nó cho cô lên. Không phải tự nhiên mà được lên mạng. Bởi vì con nên nhớ là cái sống với nghề này, nó làm dâu trăm họ. Cái nghề phục vụ nó rất là nhiều rách liệt, nhiều lúc nó khó cực kỳ. Cô nói thôi, nhiều lúc mà làm cho mình bực mình lắm hết, chứ không phải đơn giản đâu. Đấy, cháu cứ thử nghĩ mà xem. Còn nếu thí dụ cô có nói những câu khó nghe hay không được do mình hết. Chứ còn cứ ngồi vào thì cô cho nhân viên vào hỏi, chẳng bao giờ cô nói cái lời khó nghe với ai cả. Đấy, là khi chỉ thì không bao giờ.